Sau thời gian dài cơ bản được kiểm soát, những ngày qua thì huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên liên tiếp ghi nhận các trường hợp dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng. Lo ngại nhất là nguồn lây và yếu tố dịch tễ của các F0 này rất phức tạp và có liên quan đến các chợ truyền thống. Tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, trong 4 ngày qua, tại xã An Chấn phát hiện 12 F0 và xã An Hòa Hải phát hiện 2 F0 ngoài cộng đồng. Qua truy vết và điều tra dịch tễ, các ngành chức năng xác định được 52 F1. Đến ngày 14 tháng 9, các trường hợp F0 đầu tiên chưa xác định được nguồn lây và đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ An Chấn và chợ Mỹ Quang Nam. Chúng tôi cũng được Sở Y tế để hỗ trợ thêm một đội truy vết nữa để mà tiếp tục để truy vết. Mục tiêu của truy vết này, có hai việc. Một là chúng tôi sẽ tìm cái nguồn lây của cái F0 của trị liệu đầu tiên, các đầu tiên. Và thứ hai nữa là chúng tôi tìm lại các F1 còn lại để mục đích để quản lý họ. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương đã yêu cầu người dân không ra đường từ 19 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tại vùng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, phải bảo đảm ai ở đâu ở đó và siết chặt phòng chống dịch. Vì là nguy cơ tại chợ, thành ra lấy mẫu nhanh luôn trong cộng đồng của toàn dân của xã An Chấn là trên là 9.000 người trong hơn 1,5 ngày. Tại xã An Chấn là tiến hành là dừng hoạt động các chợ và là áp dụng cái mức cao của cái chỉ thị 16. Như vậy, ngoài ổ dịch mới được phát hiện tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lại xuất hiện thêm ổ dịch ở huyện Tuy An với nhiều ca dương tính ngoài cộng đồng. Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương để sớm kiểm soát dịch, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định chung tay phòng chống dịch COVID-19.